17.000 mua được gì? Que cay 14.000, kẹo Milo 2.000. Tính tiền em ơi, tổng thiệt hại 16.000, dư 1.000. Chúc mừng sinh nhật, cả nhà ngày mùng 1 tháng 7. Sinh nhật vui vẻ. $27.000 mua được gì ở tạp hóa? Bánh Nhật bột 27.000. Chúc mừng sinh nhật, cả nhà ngày mùng 2 tháng 7. Sinh nhật vui vẻ. $37.000 mua được gì? Bánh viên cay 13.000, trứng cút Đài Loan 10.000, nước tăng lực 12.000, kẹo Milo 2.000. Hết tiền em ơi. Chúc mừng sinh nhật, cả nhà ngày mùng 3 tháng 7. Sinh nhật vui vẻ. $47.000 mua được gì? Trà sữa trân châu 28.000, xí đắc vị gà 6.000, kem vị cà phê hạnh nhân 10.000, bánh xốp sô cô la 3.000. Hết tiền em ơi. Chúc mừng sinh nhật, bạn Giang Lê Hoài Viên, ngày mùng 4 tháng 7. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và để lại bình luận ngày sinh nhật của mình nhé. Video tiếp theo sẽ tới bạn. $57.000 mua được gì? Kẹo cầu vòng 6.000, bánh gấu tam giác 19.000, bánh sữa chua vị dâu 4.000, nước ép thạch đào 7.000, kem sữa dừa 11.000, Coca-Cola chai 10.000. Chúc mừng sinh nhật tất cả các bạn ngày mùng 5 tháng 7. Chúc bạn Dương Nguyễn Music. Chúc bạn Lệ Thu. Chúc bạn Huy Lê Danh 85-87. Chúc ba bạn sinh nhật vui vẻ. Nhấn đăng ký kênh, video tiếp theo tới bạn. $67.000 mua được gì? Cơm nắm 18.000, xúc xích 12.000, cà phê sữa 12.000, thạch tờ lây 19.000, mì hào hào gói mới 7.000. Hết tiền em ơi. Chúc mừng sinh nhật mấy bạn ngày mùng 6 tháng 7.
77.000 mua được gì tại gà rán KFC, 3 miếng gà rán, 2 gà không xương, 1 lon Pepsi. Chúc mừng sinh nhật cả nhà ngày mùng 7 tháng 7. Mời cả nhà. Hôm nay là ngày 8 tháng 7 cho nên mình làm số tiền là 87.000 nha mấy bạn. Let's go. Kem vàng đi 6.000. Một burger tôm, một khoai tây chiên, một đùi gà giòn, một ly nước. Mời cả nhà. Chúc mừng sinh nhật mấy bạn ngày mùng 8 tháng 7. Sinh nhật vui vẻ. $97.000 mua được gì? Mì tôm 17.000, bim bim gà chiên 4.000, bim bim gà chiên, vị cay 5.000, hot dog vị, bò gác bếp 9.000, tôm hùm đất, vị cay 8.000, hot dog thạch dừa 9.000, thanh qua cay, tứ xuyên 9.000, ly đá 2.000, hết tiền em ơi. Tổng thiệt hại 99.000, dư 2.000. Hơi cay nhưng rất ngon. Oh my god, thật là ngon. Mực bento chấm với nước đá, ăn rất giòn và ngon hơn. Bạn nên ăn thử một lần.